Chào bạn, hôm nay mình làm clip thử nghiệm về hiệu ứng nhiệt điện hay là hiệu ứng Seebeck cho các bạn xem ha. Để mà thí nghiệm thì mình chuẩn bị các thiết bị như thế này nè. Đây là một cái sợi dây thép mà mình mới lấy ở ngoài vườn vào nè. Đây là một sợi dây đồng. Dây đồng mà dây 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 đồng mình đấu dây điện trong nhà ha. Đây một ly nước nóng nè và đây là một cái VOM để mình đo milivolt. Thì hiệu ứng Seebeck nó phát biểu như thế này nè. Khi hai dây kim loại mà có vật liệu khác nhau nối với nhau ở hai đầu, nối hai đầu như thế này ha, và có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu, đầu này với đầu này có sự chênh lệch nhiệt độ với nhau á, ví dụ như mình nối hai đầu và đầu này mình cắm vào nước nước nóng á, đầu kia mình để bên bên ngoài á, thì bên trong cái mạch kính này nè nó sẽ xuất hiện một hiệu điện thế. Đó là phát biểu hiệu ứng Seebeck theo chiều xuôi. Còn theo cái chiều ngược lại á, là nếu như cũng là nối ở hai đầu ha, nếu như mà mình đặt vào một hiệu điện thế vào trong cái mạch kính này thì nó sẽ tạo ra một đầu nóng và một đầu lạnh. Đó đó là về hiệu ứng Seebeck ha. Bây giờ để mình minh họa cho các bạn xem, mình làm thử như thế này. Mình nối bằng tay luôn nha. Nối một đầu. Do cái dây thép này nó cứng quá, mình dùng cái dây đồng này mình quấn xung quanh luôn. Đây là mình đã nối với nhau ở một đầu nè. Và bây giờ mình cắm nó vào nước nóng à. Nghiền lại cho nó dễ. Đây, cắm nó vào nước nóng. Bây giờ mình đo milivolt nè các bạn ha. Các bạn để ý milivolt nè, mình chỉnh vào milivolt. Bây giờ mình đo nha. Đó. Nó sẽ nhảy ha, tại vì về nó tùy thuộc vào cái độ độ tinh khiết cũng như là cái thành phần của các kim loại này nè, thì nó mới tạo ra được một cái milivolt ổn định nè. Bây giờ cái này mình lấy cái gì, những cái gì có sẵn thôi, cho nên điện áp nó tạo ra không ổn định. Bây giờ mình sẽ test thử với một cái cặp nhiệt điện mà chuẩn cho các bạn xem nha. Mình sẽ lấy cái cặp này ra. Đây, bây giờ mình sẽ thử với lại dây 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 chuẩn ha. Dây chuẩn này là dây cặp nhiệt điện loại K nè. Nó cũng hai dây kim loại khác nhau, người ta làm màu khác nhau để cho mình phân biệt nè. Mình cũng đang nối nối ở một đầu nè các bạn ha. Ở clip trước mình cũng có hướng dẫn các bạn cách làm cặp nhiệt điện là như thế này, cứ nối một đầu thôi. Và đầu này mình cắm vào thiết bị để mình đo ha. Thì bây giờ mình cắm cái đầu này vào nước nóng nè. Đầu này mình đo milivolt các bạn xem nè. Đây, cảm ơn nước nóng đây, đo milivolt nha. Để cho nó dễ thấy. Dây này nó hơi cứng. Ok, mình sẽ đo nha. Đây, 1.2 milivolt ha các bạn ha. Nếu như mà dây mình mà dây dây chuẩn, dây tinh khiết á, thì nó milivolt nó sẽ tạo ra nó chuẩn hơn ha. Thì bây giờ nhiệt độ càng tăng thì milivolt này nó càng tăng thôi nè. Bây giờ mình sẽ mở nó ra, không có cắm vô nước nóng nữa, nó sẽ giảm milivolt xuống các bạn ha. Có nhiệt độ nó thấp xuống thì milivolt của mình nó sẽ giảm xuống nè. Đó. Đó là mình làm thí nghiệm về cái hiệu ứng Seebeck đơn giản cho các bạn xem. Hiệu ứng này thì người ta ứng dụng để người ta tạo ra cặp nhiệt điện nè. Đây là cái cặp nhiệt điện mình, cái này là cặp nhiệt điện đơn giản ha, mình nối với nhau ở một đầu, nhưng mà trong cái công nghiệp á thì người ta sẽ bạn sẽ nhìn thấy cặp nhiệt điện là dạng dạng như thế này. Người ta sẽ bỏ vào đây ha các bạn ha. Cái đầu này người ta sẽ bỏ vào đây. Người ta sẽ hàn nối ha, chứ người ta không có xoắn như thế này ha các bạn ha. Nếu trong công nghiệp á thì người ta sẽ đưa dây về đây. Đây về đây có ký hiệu âm dương đây. Thì đây là một cặp nhiệt điện, bây giờ mình cắm vào mình đo thử các bạn xem. Đây và âm và dương. Đây mình cắm vào. Rồi các bạn cũng thấy ha, cũng là milivolt cũng ổn định ha các bạn ha. Đó, để minh họa cho hiệu ứng Seebeck mình làm clip đơn giản như thế này thôi. Thì nếu như bạn có câu hỏi thì bạn hãy hãy comment bên dưới ha. Hiệu ứng Seebeck này á, là nó được ứng dụng rất là rộng rãi nè.
Người ta theo chiều phát biểu theo chiều thuận là người ta tạo ra cặp nhiệt điện nè. Còn nếu như mà theo chiều ngược lại á, mà mình đặt vào một cái hiệu điện thế vào giữa cái mạch kính này đó, hiệu điện thế vào đây á, thì đầu này nó sẽ tự tạo ra cái đây là đầu nóng, vào đây một đầu là đầu lạnh nè. Thì nếu như mà bạn ứng dụng để tạo ra dạng máy lạnh hay là máy làm lạnh gì đó, thì bạn cứ cắm cái đầu lạnh vào cái không gian kính nào đó thì nó sẽ làm lạnh cái không khí ở khu vực đó ha. Và hoặc là mình cắm cái đầu nóng vào một không gian kính nào đó thì nó sẽ sưởi ấm cái khu vực đó. Thì ứng dụng này người ta có thể tạo ra cái thiết bị làm lạnh nè, dựa vào hiệu ứng Seebeck nè, hoặc là tạo ra cái thiết bị làm nóng nè, cũng dựa vào hiệu ứng Seebeck nè, hoặc là tạo ra pin pin nhiệt điện ha các bạn ha. Giống như người ta dùng hai cái dây kim loại khác nhau và người ta cứ cứ cho một cái đầu này này gia nhiệt đầu này lên thì cái đầu này sẽ tạo ra hiệu điện thế nè. Hiệu điện thế này thì người ta sẽ đầu này sẽ tạo ra hiệu điện thế thì nó ứng dụng cũng tạo ra thành pin nhiệt điện ha. Và hiệu điện thế này tạo ra rất là thấp cho nên hiệu hiệu suất của pin nhiệt điện này tạo ra cái hiệu điện thế cũng tương đối thấp ha. Cảm ơn bạn đã xem hết video clip này. Nếu như bạn có câu hỏi thì hãy comment bên dưới ha. Bạn hãy like và chia sẻ video clip này nếu như mà bạn thấy nó hữu ích. Xin cảm ơn.